Giờ đây chúng ta sẽ học nha. Ngay ngày hôm nay thì thật sự ra thì các bạn sẽ xem một video ha, và các bạn sẽ trả lời với giúp cho cô. Nhìn nhé các bạn, nghe nhé. Cô chưa chia sẻ màn hình đúng không? Cô quên mất, chờ cô xíu. Vị trí thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đặc điểm là một trong những thành cổ nhất Việt Nam. Đây là thành cổ nào bằng chất Việt Nam, được vua Thục An Thiên Vương xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc, tên nước Việt Nam thời đó, nay thuộc huyện Đông Anh, Mỏ Thành, Hà Nội. Thành được xây dựng kiểu vòng ốc nên gọi là Lo Thành. Thuyền có tới 9 vòng, dưới thành ngoài là hào sâu ngập nước, thuyền bè đi lại được. Ngày nay ở cổ loa còn lại 3 vòng thành đất, thành ngoài chu vi 8 km, thành giữa hình đa giác chu vi 6,5 km và thành trong hình chữ nhật với chu vi 1,6 km. Tân thành ngày nay còn có chiều cao trung bình từ 4 đến 5 mét, có chỗ còn cao tới 12 mét, chân thành rộng tới 20 đến 30 mét. Các cửa của ba vòng thành cũng được bố trí rất khéo, không hề nằm cùng trên một trục thẳng mà lệch chéo đi rất nhiều. Do đó, đường nối hai cửa thành ở cùng một hướng đều là một đường quanh co, lại có ủ vòng ngự hai bên, nên gây rất nhiều trở ngại cho quân địch khi tiến đánh thành. Từ trung tâm thành phố đi 18 km đến xã Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh, bạn sẽ tìm thấy vết tích còn lại của ba vòng thành xưa bằng đất và nơi các nhà khảo cổ tìm được hàng vạn mũi tên đồng, lưỡi cày, rìu sắt, xương thú vật. Qua cổng làng cũng là cổng thành, trong là tới đến từng làng cổ loa. Theo truyền thuyết thì đó là nền cũ của điện Ngự Triều, nơi bá quan triệu hội ngày xưa, nên trong đình có tấm hoành phi Ngự Triều Đi Quy, cạnh đình là A Bà Chúa, tức là miếu thờ công chúa Mỹ Châu, nằm nép dưới gốc đa già cổ thụ, miếu an bé bỏng như cuộc đời ngắn ngủi của nàng công chúa đáng thương, trái tim nằm chỗ để lên đầu. Trong am có một tảng đá hình người cục đồng.
Ai cũng bảo đó là thượng Mỹ Châu. Qua An Mỹ Châu tới đền thượng, cách đền An Dương Vương. Tương truyền là dựng trên nền nội cung ngày trước. Đền này mới được làm lại hồi đầu thế kỷ 20. Có đôi rồng đá ở bậc tam cấp. Đền là di vật thời Trần hoặc Lê Sơ. Trong đền có tượng An Dương Vương bằng đồng. Cái đất cùng dịp làm lại đền. Trước đền là giếng ngọc. Tương truyền là nơi Trọng Thủy tự tử vì hối hận. Nước giếng này mà đem rửa ngọc trai thì ngọc sáng bội phần. Chúng ta nhìn thì chúng ta nghe cho cô để chúng thấy là giới thiệu Khổng Thành từ xưa đến nay, tức là bây giờ vẫn còn như các bạn à, rồi chúng ta xem và chúng ta nhìn tiếp một tí xíu nữa cho cô thôi à. Có rất là nhiều những cái phép, nhưng mà các cô cho các bạn xem một tí xíu nữa thì các bạn sẽ trả lời với cho cô. Đây là người ta dự cảnh, người ta đóng thôi các bạn. Nhắc đến khổ lo thành, không ai trong chúng ta lại khỏi buồn buồn xúc động, tích thương cho mỗi lưu duyên của từng trong và trong cùng. Với dạ tâm chiếm lấy khổ lo thành, chúng ta vui thích công gia. An Dương Vương vì hiếu hòa nên đã lập vương thế triều đại. Thành cổ loa theo ngân giữa trời xanh, lượn vòng quanh mấy bức tường anh, trong mọi sông dâng nấm đỏ trong an lành, truyền bình đạo mới xét của quân đời sinh. Bát phép kia nó thân kia mà mong chân của bà chân không mạnh nếu tan quân thù nào ta nhà sống trong niềm vui để lên hai chúng ta để dần qua nào người đến những phong ba đã vây quanh thành cổ loa có những âm mưu có những thầm lưu sẽ đang bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ người người sống trong niềm vui để lên hai chúng ta để dần qua nào một ngày nào biết quân thành đó.
Thank you.
câu lời ai oán đằng sau lời ai oán đằng sau. Rồi, chúng ta đã xem xong rồi nha. Xem xong là cái lời nhạc kịch thay cho vấn đề đọc tác phẩm. Có thấy hay không các bạn? Dạ, rất là các hay bạn đã hiểu được ý nghĩa không? Hả? Dạ, rất là hay. Có thấy nhưng hay mà, không? Nhưng mà có chữ nghe được, có chữ không nghe được thôi. Lên cao quá thì không nghe được. Vậy hả? Vậy là cô sẽ gửi clip đó cho lớp mình xem ha, để các bạn sẽ hiểu thêm. Thật sự là có rất là nhiều clip các bạn à, có nhiều rất nhiều clip nói về chuyện An Dương Vương và nói về vấn đề nữa, đó chính là xây thành cổ loa và cổ loa như thế nào. Nhưng mà cô xem rất là nhiều, rất kỹ nhiều năm thì cô thấy rằng là chỉ có vấn đề đó là các bạn thấy cái nhạc kịch này là các bạn xem thấy rất là phù hợp ha, và hiểu được những cái vấn đề cơ bản nhất. Vậy thì ngày hôm nay cô sẽ dạy lại bài ha, chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ở đây là cái bài mà ngày xưa, tức là đọc trả lời câu hỏi để nhận quà, nhưng mà thôi chúng ta qua cái phần đó đi các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một phần kế tiếp, đó là chuyện An Dương Vương và Vị Châu Trọng Thủy. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nhớ giúp cho cô ha khái niệm và đặc trưng của truyền thuyết. Vấn đề này rất là quan trọng được chưa nào các bạn nha. Khái niệm thì sách giáo khoa trang 17, chúng ta mở sách giáo khoa ra cho cô và chúng ta sẽ đọc tiếp cho cô. Trang bạn số 39 nào đọc tiếp cho cô về khái niệm của truyền thuyết nào. Trang số 17 mở ra cho cô nào, có sách không? Bạn số 39 có sách không? Dạ có cô. Đọc giúp cho cô trang số 17. Các bạn, truyền thuyết là gì nào? Truyền thuyết là tác phẩm tự sự dân gian kể về sự kiện và nhân vật lịch sử có liên quan đến lịch sử, phần lớn theo xu hướng lý tưởng hóa, qua đó thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn vinh của nhân dân đối với những người có công với đất nước, dân tộc hoặc cộng đồng cư dân của một vùng. Bên cạnh đó cũng có những truyền thuyết vừa đề cao vừa phê phán nhân vật lịch sử. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy ở đó chính là khái niệm của truyền thuyết. Nhưng mà chúng ta sẽ nhớ giúp cho cô khái niệm các bạn sẽ học trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ nhớ dùng cho cô ha, cái đặc trưng cơ bản của truyền thuyết. Tức là nói đến truyền thuyết, tức là các bạn sẽ phải nhớ dùng cho cô cái chữ này nè. Phản ánh lịch sử một cách độc đáo. Ở đây có thể được hư cấu khúc xạ theo một cái quan niệm nào đó. Nhưng mà cũng có thể là chỉ cần có một cái yếu tố lịch sử thì người ta gọi là truyền thuyết và người ta xây dựng nên truyền thuyết. Các bạn, ví dụ như là sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử hoặc là những di tích lịch sử vân vân. Thì tức là cái điều này là một cái đặc trưng cơ bản của truyền thuyết. Nếu như là sử thi thần thoại là nói đến cái vấn đề văn hóa chung hư cấu một cách hoàn toàn, thì ở đây cái vấn đề là có chi tiết lịch sử và có hư cấu, nhưng mà vấn đề nó phải buộc phải có lịch sử nhé các bạn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ chú ý giúp cho cô về đặc trưng của truyền thuyết để trên nào. Và chúng ta nhớ giúp cho cô ha, để hiểu được cái truyền thuyết này, như hôm trước cô có nói với các bạn, là các bạn phải đặt đúng trong mối quan hệ với môi trường, lịch sử và văn hóa sinh ra nó. Đó vì đó là lý do mà hôm trước nhóm của bạn Minh có thiếu cái điều này. Đó chính là chúng ta sẽ đến với xuất xứ của tác phẩm hay là nguồn gốc của tác phẩm. Ha các bạn. Thì đây là cái văn bản được trích trong nhà văn bản Rùa Vàng, được trích trong tập Lĩnh Nam Trích Quái. Chúng ta nhìn xem sách giáo khoa trang 39, chúng ta sẽ thấy tập Lĩnh Nam Trích Quái là gì? Là một bộ sưu tập chuyện dân gian ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 15. Được không các bạn? Nhà chúng ta học đến đây và chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đó là nói đến nguồn gốc. Nghe dùng cho cô ha. Nguồn gốc thì ở đây đó là chúng ta đã được xem rồi. Cái nguồn gốc của tác phẩm này được ra đời là bởi vì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất ha, đó chính là sự tích thành cổ loa hay là di tích lịch sử thành cổ loa. Có cái câu là các bạn, ai về qua thành ghé thăm, ghé thăm thành cổ loa nhé các bạn. Chúng ta sẽ ai về qua huyện Đông Anh, được không các bạn? Thì chúng ta sẽ nhớ dùng cho cô sự tích An Dương Vương lập nước Âu Lạc và sự tích đá Mị Châu ngọc trai giếng nước. Đây tất cả là những sự tích có, không các bạn?
Và các bạn cũng sẽ thấy tại sao không cho các bạn xem clip mà ngày xưa mà là thành Cổ Loa ngày nay. Tức là các bạn thấy rằng là muốn chứng minh là có di tích thành Cổ Loa thật thì cái di tích văn hóa trong sách giáo khoa này, các bạn ai về qua huyện Đông Anh này ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương ha, cả cái câu đó như vậy, thì ở trong sách giáo khoa mới nói rằng di tích lịch sử thành Cổ Loa là nơi người ta có thể dựa vào đó để mà xây dựng nên cái truyền thuyết này, đúng không các bạn? Rồi có một ý thứ hai cũng ở trong sách giáo khoa nói đến nguồn gốc, cô lại mà tôi nói ra mất tiêu rồi, đó chính là người ta dựng nên được cái việc đó chính là từ nước Âu Lạc bị mất nha các bạn nha. Tức là cái nguồn gốc thứ nhất đó là di tích lịch sử thành Cổ Loa, cái nguồn gốc thứ hai để mà xây dựng nên truyền thuyết này đó là sự thật nước Âu Lạc có bị mất. Đó là hai yếu tố mà xây dựng nên tác phẩm này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bố cục, thì sẽ làm 3 phần, nhớ giúp cho cô 3 phần nha. Có rất là nhiều bạn, nhiều sách, nhiều phần, chia làm 4 phần thì cái điều đó không đúng các bạn nha, 3 phần thôi các bạn, để xem nào. Đó, và chúng ta sẽ tìm hiểu như vậy nha, từ đầu cho đến bèn sinh hoạt, đó là quá trình dựng nước và dựng nước của vua An Dương Vương. Nhớ giúp cho cô nhìn coi ha. Tiếp đó là dẫn vua xuống biển, tức là cảnh nước mất nhà tàn. Chúng ta cũng có thể nói và người ta cũng có thể cho các bạn làm bài kiểm tra luôn. Thì từ đầu cho đến bèn sinh hoạt, các bạn có thể nói rằng là đây là công trạng của vua An Dương Vương. Còn cái tiếp theo thì chúng ta có thể nói là tội trạng hoặc là bi kịch nước mất nhà tan Dương Vương. Và cái đoạn số 3 thì vẫn là thái độ của vua An Dương Vương. Thì đấy là cái phần clip cô có cho các bạn xem rồi. Hiếu, Quân, hai đứa nhỏ miệng cho mẹ nhanh. Xin lỗi các bạn tí xíu nha. Hiếu, Quân, hai đứa nhỏ miệng cho mẹ nghe không? Alo, nghe chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với An Dương Vương xây thành, chế nỏ và bảo vệ đất nước. Và lúc ấy cô có nói rằng đó chính là công trạng của vua An Dương Vương. Thì cái phần này ở tổ số 2 các bạn đã nói rất nhiều rồi. Và các bạn nói đã đúng. Hôm nay cô sẽ nhờ các bạn nhắc lại, nhờ những bạn tổ khác nhắc lại ha. Nhờ những bạn tổ khác nhắc lại cho cô. Nha. Cô sẽ thử gọi tên. Nếu như mà bạn nào là tổ số 3, tổ của mình là tổ số 2 đúng không mình? Alo, mình nghe. Dạ đúng không? Rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Vậy thì cô gọi những bạn nào không phải là tổ số 2, lỡ mà cô có gọi theo danh sách rồi. Hỏi không nào? Bây giờ cô sẽ gọi những bạn khác ngoài tổ 2 ha. Có nhìn thấy màn hình không lớp? Hay là phải chia sẻ lại vậy? Alo? Dạ con thấy ạ. Có thấy màn hình không? Tâm Tâm có thấy màn hình không? Sao cô nghe...
Sao không kết nối được bạn? Hôm nãy giờ có ai mở máy không? Sao mà lắc chưa hả? Dạ nghe. Ừ, Linh Linh trả lời cho cô phân chia theo tổ như thế nào? Cô Hằng phân chia tổ như thế nào? Minh nói cô không nghe thấy. Cô ơi, em bị lắc dạ. đó cô. Dạ, tổ 1 là từ số 1 đến số 11. Tổ 2 là từ số 12 đến 22. Tổ 3 là từ số 23 đến 33, còn còn lại là tổ 4 đó cô. Rồi cô hiểu ý rồi, tức là phân theo số thứ tự. Ờ, dạ, cô thấy là vậy thì bây giờ cô sẽ mời các bạn tổ khác mà. Mời các bạn tổ khác phải trả lời giúp cho cô ha. Ngày hôm trước tổ 2 đã nói rất nhiều rồi ha. Ờ, việc An Dương Vương xây thành, chế nổ và bảo vệ đất nước như thế nào? Các bạn hãy chứng minh cho cô nào. À, những bạn tổ khác cô sẽ gọi theo danh sách. Mạng nó yếu quá các bạn ơi, cô không làm gì được. Rồi, bây giờ nghe thấy rồi phải không? Thiên Ân trả lời giúp cho cô đi Thiên Ân. Dạ, ừ. Dạ nghe rồi không? Ừ. Nghe trả lời cho cô nè. Còn theo các bạn thì những việc mà An Dương Vương xây thành chế nổ như thế nào, bạn hãy dựa vào sách giáo khoa. Và thật sự ra thì tổ 2 có nói rồi, bạn hãy nói lại giúp cho cô nghe Thiên Ân. Dạ, chúng tôi thì An Dương Vương thì xây thành Cổ Loa, thì thành thì lúc xây thì thường thành lỡ thì có sứ Thanh Giang tới hỗ trợ vua An Dương Vương dựng thành, và nhờ sự giúp đỡ của sứ Thanh Giang thì chỉ khoảng như là một tháng thì thành được xây xong. Và sứ Thanh Giang còn tặng cho vua An Dương Vương một một cái cái gì nào, cái vuốt rùa để làm mặt nỏ, để làm mấy nỏ nhằm chống lại những giặc ngoại xâm. Vậy thì Ân có đánh giá được điều gì không Ân? Quân Dương Vương là người như thế nào Ân? Tôi là Quân Dương Vương sẽ thấy là sự quyết tâm của An Dương Vương xây thành để bảo vệ đất nước, bảo vệ Trung Quốc. Cảm ơn em rất nhiều. Các bạn sẽ chú ý giúp cho cô đi là hôm trước. Cảm ơn Ân rất là nhiều ha. Chú ý ở trên đây này các bạn. Chúng ta chú ý giúp cho cô cái điều này thì cô có nghe bạn ăn bạn nói đó là của nước Trung Quốc.
Nghe dùm cô hả? Thực ra thì có một cái phần mà Quan Dương Vương nó thuộc là họ thuộc tên phán xây thành ở đất Lạc Thường. Thực ra thì với trong lịch sử là có một vị vua An Dương Vương thật các bạn. À, lúc đầu An Dương Vương là một vị tướng, và sau đó thì An Dương Vương lãnh đạo rất là giỏi và đã gì nào giành được chiến thắng và cai quản được nhân dân. Và khi mà An Dương Vương xây thành, tức là lúc mà An Dương Vương chiến thắng và được rồi á, thì lúc đó các bạn thấy nếu mà theo địa lý ngày nay đó, là lúc đó là khoảng ở trong cái phần mà Thanh Hóa, Ninh Bình ngày nay hết các em. Thì cái nơi đó là nơi mà rất nhiều rừng núi. Thì vua An Dương Vương thấy rằng là nó rất là thuận lợi cho cái việc đánh giặc và ẩn náu, nhưng mà lại không thuận lợi cho việc mà nhân dân sinh sống để làm ăn. Thế là vua bắt đầu, khi chiến thắng rồi, vua mới bắt đầu dành một cái điều, đó chính là phải tìm một nơi, một thế đất. Và vua đã tìm được cái thế đất đó chính là ở gì nào các bạn, ở Cổ Loa, hay là ở nơi gì nào, đồng bằng, nơi đồng bằng. Thì cái nơi thành Cổ Loa và nơi đồng bằng này là nơi mà nhân dân rất hợp lợi, thì người ta gọi đó là thế, cái thế đất rồng quấn hổ ngồi, rồng quấn hổ ngồi. Và nước của chúng ta thì phát triển là bởi vì nông nghiệp, thế nên là phải tìm đồng bằng để cho nhân dân xây dựng, làm ăn và phát triển. Vậy thì khi mà tìm được thế đất rồi, thì vua mới bảo rằng là phải xây thành. Cái điều đó là sự thật đó các bạn. Chúng ta cũng nhìn hình ảnh mà cô giới thiệu về Cổ Loa Thành, các bạn sẽ thấy những ruộng lúa này kia, người ta vẫn sống như vậy đó các bạn. Thì khi mà vua An Dương Vương bảo rằng là phải xây thành để làm gì? Xây thành mục đích bảo vệ nhân dân, với hai mục đích. Thứ nhất, đó chính là vì đất hoang vẫn còn nhiều, nên sợ rằng là sẽ có những, nói chung là mãnh thú đến để cắn xé và giết chết nhân dân, thì phải bảo vệ để cho không mãnh thú vào. Xây thành mục đích thứ hai, đó chính là để chống thù trong giặc ngoài, ha các bạn. Cái điều đó là có thật trong lịch sử nhé các bạn, người ta nói về thuộc phán An Dương Vương, được chưa nào các bạn? Đó. Và cái điều này thì đó là một cái truyền thống, người ta gọi là nối tiếp sự nghiệp vua Hùng rời đô về kẻ chủ. Chú ý giúp cô ha. Tức là 18 thời Hùng Vương xong. Các bạn nhớ thời 18 đời Hùng Vương nước ta gọi là gì các bạn? Hả? Dạ, Văn Lang. 18. Chính xác, Văn Lang. À, rồi nối tiếp ở đây chính là Âu Lạc và của thuộc phán An Dương Vương. Giúp cho cô ha. Đó là những điều mà trong lịch sử, nhớ chưa các bạn? Rồi, An Dương Vương có tầm nhìn xa trông rộng để phát triển đất nước, nhớ giúp cô ha. Từ đó rồi nha, bạn đã nói rồi thì cô nói thêm nè. Rồi, sau đó thì các bạn đã thấy tổ hai nói rất là đúng. Chúng ta gạch chân giúp cho cô trong sách giáo khoa hả? Thành sâu tới đâu thì lở tới đó. Nhưng mà vua An Dương Vương không hề bỏ cuộc. Các bạn đã nói rồi, vua rất là kiên trì, vua rất là kiên trì, được không các bạn? Đây chính là khó khăn vào buổi đầu dựng nước, và vua đã gì đấy, lập bàn che giới, giữ mình trong sạch nhá. Để các bạn nhìn chú ý giúp cho cô những cái từ ngữ này hả? Để mà tức là chọn kính tổ tiên thiêng liêng, anh giống như là cầu thần ạ. Và chính vì điều đó nên được rùa vàng sứ Thanh Giang, và đã nói hết rồi, cô chỉ được lại thôi ha. Giúp đỡ xây thành nửa tháng thì xong, chúng ta gạch trong chân trong sách giáo khoa chúng ta thấy à. Và thầy xây nửa tháng thì xong, gạch chân cho cô trong sách giáo khoa cái đoạn này nhỉ. Thành rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc nhá, cho nên gọi là Loa Thành, nhớ gạch chân cho cô nhá. Còn gọi là Quỷ Long Thành, người đời Đường gọi là Côn Lôn Thành, lấy lẽ làm nó cao lắm. Chú ý giúp cho cô, các bạn có thể nói đến những nghệ thuật ở đây, tức là tác giả xây dựng bằng nghệ thuật so sánh, được không các bạn? Dù bàn xây xong thì tức là An Dương Vương được cả thần và người ủng hộ
cả thần và người ủng hộ. Thế thì các bạn có đánh giá cho cô, đánh giá cho cô cái điều này không? Tại sao sứ Thanh Giang giúp đỡ mà cô và thay xây thành nửa tháng thì xong mà cô lại nói rằng An Dương Vương được cả thần và người ủng hộ? Bạn nào bình cho cô điều này các bạn? Ai bình cho cô nào? Cô gọi bạn số cuối cùng, số 44, thử trả lời cho cô coi. Dạ thưa cô, là tại vì ông xây thành là để bảo vệ và phát triển đất nước cho nên được người dân ủng hộ, còn được thần ủng hộ là biết được qua chi tiết là ông đã được rùa thần tặng cho cái móng cô, là được vừa trời vừa dân ủng hộ cho việc xây thành. Vì sao ý cô muốn hỏi bạn số 44 này, vì sao em lại nghĩ rằng là ông được cả trời và thần ủng hộ? Các bạn sẽ quay ngược lại đối với cả Tâm Xanh. Tại sao không phải là mặt ta mà xây đất được miếng trầu? Tại sao không phải là ông trời báo mộng cho mặt ta mà xây mà chỉ là báo mộng cho Tâm Xanh? Vì sao các bạn ở đây Dương Vương được rùa vàng khi cầu đảo bát thần, tức là cầu đảo cái là các bạn nhìn thấy cô nói rằng kính trọng tổ tiên và thiên điêu hóa, tức là các bạn có thể nói là cầu xin bề trên giúp đỡ, tức là thần linh, đúng không? Đúng không? Với cái điều này khi xây thành là được người dân và cả thần linh ủng hộ, ý của cô muốn hỏi điều đó, bạn hiểu ý cô không? Nha. Tại sao lại được người dân và thần linh ủng hộ? Vì sao? Thì bạn bảo rằng là xây thành là vì để bảo vệ người nhân dân, thế nên là nhân dân ủng hộ, có chấp nhận với đó. Nhưng mà vì sao thần linh lại được lại ủng hộ các bạn? Có một dòng nhá, hay là có một cụm từ? Có một cụm từ. Dạ tại vì ông là người có tài có đức. À, có tài có đức. Dạ. Nói chung là đúng rồi, cái điều này là có tài có đức vì nhân dân, hay chúng ta gọi là hợp lòng trời và lòng gì, lòng người, đúng không các bạn? Thế nên là được gì, cả thần linh và con người ủng hộ. Các bạn thấy những người nào mà làm với hợp lòng trời, làm những điều đạo đức đúng và giống như bạn nói là có tài có đức, thì các bạn thấy có gì, các bạn có trân trọng những người đó không, và các bạn có muốn điều đó hay không, các bạn hiểu chưa nào? Thế nên mới được ủng hộ, được chưa? Đây, các bạn thấy đây là thành Cổ Loa ngày xưa nha, cô vẫn nhớ bạn ân nói cái gì thì cô sẽ nói đến tiếp theo ha. Đó, đây là thành Cổ Loa nằm như thế nào, thành 9 vòng, nhưng mà bây giờ thì thực ra chỉ còn có 3 vòng thành đất thôi nhé các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến nè, sắp bàn thành Cổ Loa đấy. Nếu như mà chúng ta đến với cái việc ngày xưa, thật sự là Triệu Đà là ai? Có phải là nước Tần Trung Quốc hay không các bạn? Thực ra thì cũng có thể nói cái lúc đó bờ cõi chưa có thể phân rõ rằng Triệu Đà hẳn là nước Trung Quốc à các bạn. Và có rất nhiều điều trong lịch sử mới nói rằng Triệu Đà có giúp nhân dân Nam chúng ta phát triển nhiều không? Có các bạn. Có rất là nhiều cái điều yếu tố và người ta giải thích là vì sao nước Âu Lạc bị mất, cũng có thể là do Triệu Đà xâm chiếm, nhưng mà có rất là nhiều cái yếu tố khác, cũng có thể là gì, nhà nước Âu Lạc đã suy yếu nên gì, chốt cục là pháp lý suy vọng. Thế nên nói thẳng một cái vấn đề rằng là gì nào các bạn, Triệu Đà là nước Tần hẳn thì cũng chưa chắc nhá, mà Triệu Đà là nước Nam ta thì cũng không phải là vấn đề chính xác. Tức là lúc đó chỉ gọi là chia thành phương Nam và phương Bắc. Và thật sự là cái lúc đó sơ đồ của Trung Quốc với cả sơ đồ của chúng ta cũng chưa thể gì, chưa thể hình thành giống như ngày nay. À các bạn, nên chúng ta chỉ nói dùng cho cô đó là phương Bắc hay là quân Triệu Đà và phương Nam nước Âu Lạc. Nhớ giúp cho cô chỉ nói như vậy là đủ rồi ha. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ chú ý giúp cho cô cái lời của bạn anh nói. Đây trên là các bạn. Và đây là một góc tường thành, thì lúc đó cô có cho các bạn xem rồi nhá, thành Cổ Loa. Nhớ dùng cho cô, trên thành có hai con rồng. Thật ra thì
thể hiện cái gì gì nào các bạn, sự linh thiêng và sự hùng mạnh của cả một đất nước, thấy chưa nào? Rồi đó chính là việc xây thành, thế còn việc thứ hai là chế nỏ thì bạn có nói rồi, nhớ giúp cho cô hả? Nhưng mà chúng ta gạch chân giúp cho cô này, rồi về ở lại 3 năm thì định từ viện ra về, vua cảm tạ nói nhờ ân thần hành lễ xây được, nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống. Rùa vàng đáp, nhớ câu rùa vàng đáp nhỉ, vận nước suy thịnh sẽ tắc an nguy là do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời vật, nhà vua ước muốn ta có tiếp chi bèn tháo vuốt, vuốt tức là cái móng vuốt chân đấy các bạn, đưa cho gì ở cho vua, và vua đã gì đem sai đưa cho Cao Lỗ, sai Cao Lỗ chế tạo nỏ thần. Các bạn nhắc đến Cao Lỗ thì thực ra thì nhóm của bạn thì nhóm của bạn Minh đã nói rồi à, nhưng mà cô nói một cách rõ ràng cho các bạn nghe, nếu như mà trong truyền thuyết này thì Cao Lỗ là ai các bạn? Cao Lỗ là một vị tướng quân trong truyền thuyết nha, cô đang nói trong truyền thuyết nha và trong chuyện nha. Cao Lỗ là một vị tướng quân và thật sự nói như một từ là chỉ chức lớn, chỉ là sau vua An Dương Vương. Cái thời mà Cao Lỗ sống cùng với An Dương Vương thì tức là các bạn sẽ thấy rằng cả vua An Dương Vương và Cao Lỗ là hai người mà tức là để giao cho Cao Lỗ dẫn đầu và huấn luyện một đội quân cung nỏ, nghe ha, một đội quân cung nỏ. Và Cao Lỗ để dùng cái cung nỏ đó để mà đánh thắng vua Triệu Đại. Nhưng mà cũng theo cái yếu tố thần linh truyền thuyết thì đây là vì, nghe dùng cô giải thích rồi cô sẽ hỏi tiếp hả, đây là vì cái móng rùa mà là rùa thần, thế nên là chúng ta chiến thắng như thế nào thì theo truyền thuyết hóa là cái lỗ, các bạn nghe nhé, theo truyền thuyết hóa là cái cung nỏ này là một lần bắn ra có thể giống như hàng trăm hàng vạn mũi tên bắn ra, thế nên là quân Triệu Đà mới thua lớn ha, đó là cái yếu tố thần linh. Như sự thật trong lịch sử thì các bạn ấy cũng đã nói rồi, nhưng mà bạn ấy nói rằng là Cao Lỗ là người trực tiếp chế tạo ra nỏ thần thì cái điều này là hơi sai một tí xíu. Vua An Dương Vương và kẻ Cao Lỗ luôn các bạn à, là những người nghĩ và sáng tạo ra nhé nỏ thần. Và nói đến nỏ thần thì các bạn cũng được nghe tổ số 2 nhắc rồi, cái cung nỏ như thế nào và cái mũi tên bằng đồng thì cái điều đó các bạn đã được xem rồi ha. Thì cái cung nỏ này có thể coi đây là công trình vũ khí đầu tiên của đất nước ta. Và nhờ cái cung nỏ đó, thật sự trong lịch sử chúng ta đã đánh thắng quân Triệu Đại. Nhưng vì sao đất nước Âu Lạc lại bị mất thì tí xíu cô sẽ nói đến sử tiếp à. Bây giờ quay trở lại bài, các bạn đã thấy rằng nhá, đây câu hỏi nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống, đó là ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác của vua An Dương Vương, có đúng không các bạn? Và rùa thần trả lời cái câu mà cô mới đọc, theo các bạn thì các bạn bình được điều gì qua lời của rùa thần trả lời giúp cô đi nhanh. Ừ. Khi mà vua hỏi rằng bước dọc ngoài thì lấy gì mà chống, rõ ràng trong lòng của vua luôn luôn có ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác bảo vệ đất nước. Và đáp lại lời hỏi của vua thì dù vàng đáp như vậy đó các bạn, vận nước suy thịnh sẽ tắc an nguy đều do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận, nhà vua ước muốn ta có tiếp chi bèn theo quốc đưa cho rùa vàng. Và khi đưa rùa vàng đáp thì các bạn thấy nhé,
khi mà làm lẫy nỏ thần thì quân phương Nam, nhớ các bạn, tức là Triệu Đề, xin lỗi, quân của Triệu Đề sang đánh phương Nam thì chúng đành thua trận. Các bạn suy nghĩ gì về lời câu trả lời của rùa vàng không các bạn? Ai suy nghĩ trả lời cho cô coi? Ai suy nghĩ trả lời giúp cô nhanh lên hết giờ? Alo alo, trả lời cho cô coi. Hay là lại bị mất mạng rồi các bạn? Alo, cô Ngọc Trân thử trả lời cho cô coi Trân. Dạ cô, theo như con nghĩ là do con cái chữ mệnh trời là nó đã dự đoán được tương lai của nước Âu Lạc và không không tròn. Yếu tố này chưa liên quan đâu hả? Không, không đúng Trần nhà. Dù vàng đáp vận nước suy tịnh sẽ tắc an nguy đều là do mệnh trời. Con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Rồi sau đó thì Tháo Bút đưa cho An Dương Vương. Lan Vi, Lan Vi trả lời rồi đúng không? Dạ rồi cô. Ừ. Rồi Thanh Thư, Thư trả lời cho cô thử coi Thư. Dạ. Em nghĩ là mọi thứ đều do trời quyết định, nhưng mà con người cũng có thể thay đổi vận mệnh. Con người có thể gì? Thay đổi thời vận. Mọi thứ đều do mệnh trời, con người có thể thay. À, con người có thể thay đổi thời vận. Vì sao Thư nghĩ như vậy Thư? Dạ, tại vì dù trao cho vua móng vuốt, nhưng mà dù thì chỉ trao móng vuốt cho vua thôi, còn vua là người đã sáng tạo nên võ thần. Ừ, cảm ơn em rất nhiều. Các bạn đừng có lộn ý này nha. Cô biết rất là nhiều, nếu như mà bạn nào thật sự là lớp mình không có ai học Olympic đúng không? Lớp mình có bạn nào học Olympic môn văn không? Không đúng không? Kể cả học Olympic môn văn hay không Olympic môn văn thì chúng ta cũng sẽ phải nhớ dùng cho cô cái lời này nè. Trước lời đáp của nàng thần, bởi vì lúc này vua An Dương Vương là người có đức. Vua An Dương Vương kiên quyết xây thành để bảo vệ nhân dân. Vua An Dương Vương xin thêm để làm gì nào các bạn? Xin thêm để chế tạo ngõ, tức là cũng để bảo vệ nhân dân. Vậy thì bạn đã nói đến cái chữ đức. Thực ra thì cái điều này, cái đức này, chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời, trong thực tế rất là nhiều. Nếu mà một vị vua có tài, có đức thì các bạn sẽ thấy điều gì hả? Đất nước đó sẽ được gì? Thịnh vượng và phát triển. Và cái vận mệnh của đất nước đó làm sao đây các bạn? Sẽ được kéo dài, đúng không? Thế nên lúc này vua là một vị vua anh minh, có tài, có đức, nên mới được chùa thần làm gì? Ủng hộ và sẵn sàng trao cái vuốt thần cho gì? À, cái vuốt tức là cái móng chân của mình cho ai các bạn? Cho vua An Dương Vương. Nhớ giúp cho cô cái lời trả lời như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếp tục. Cô sẽ nói tiếp nè. Cái phần này thì cô nói hơi nhiều một tí xíu thôi nha. Rồi cô, chúng ta sẽ đến với chế nỏ. Đây để tiếp nè các bạn. Đây là nỏ thần có thật nha. Mũi tên đồng ở cổ loa các bạn cũng đã xem rồi, người ta nói lại ha. Và tác giả dân gian ở đây cụ thể tất cả cái việc đó là muốn ca ngợi công lao của đất của vua An Dương Vương trong quá trình dựng nước và giữ nước, đó là lý tưởng hóa việc xây thành và chế tạo vũ khí. Để xem nào các bạn. Và thì đó là ý A nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần B, đó là bi kịch nước mất nhà tàn. Thì bi kịch mất nước như nào, như nào? Câu hỏi và trả lời giúp cho cô nha, trả lời lại nha. Những nguyên nhân nào gây nên việc mất nước? Rồi, câu hỏi số 2 trả lời cho cô. Dễ nào? Theo bạn thì những nguyên nhân nào gây đến việc mất nước? Dạ thưa cô, là những nguyên nhân gây ra việc mất nước của An Dương Vương đó là vì
Thay vì ông là người cô đức thì sau khi có được nỏ thần, ông lại tự cao rồi coi thường được các con, không có chuẩn bị, nên khi mà quân Triệu Đà đến thì vì không có sự chuẩn bị nên ông đã đánh thua. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Đó là một điều. Thì chúng ta có thể là nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp, đúng không các bạn? Hay là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan? Thì cái nguyên nhân chủ quan, theo các bạn, vì sao Quân Dương Vương đánh mất nước câu mời số 3? Cô đã nói đến như vậy rồi. Nào. Nguyên nhân chủ quan. Dạ thưa cô, là do sự khinh địch của cô An Dương Vương, với lại là do sự đặt tình yêu lên cái chữ, lên đất nước của vị châu, cho nên là mới dẫn đến sự mất nước. Bạn nói hoàn toàn chính xác. Do chính bản thân của An Dương Vương không hề đề phòng, tức là cả hai bạn nói cái yếu tố đó cô đồng ý. Cả An Dương Vương đều, cái nguyên nhân chủ quan của chính bản thân An Dương Vương là chủ quan khinh địch và không hề đề phòng, có đúng không các bạn? Và bạn ấy cũng đã nói rồi, sau khi chiến thắng có nỏ thần, cậy có nỏ thần ở trong tay, nên An Dương Vương rất là chủ quan khinh địch. Đó là cái điều, yếu tố thứ nhất làm cho vua An Dương Vương phải mất nước. Cái yếu tố thứ hai, chính bản thân của ái Mị Châu dẫn đến cái vấn đề mất nước. Mị Châu cũng là một công chúa, nhưng mà thật sự ra cả bản thân Mị Châu và vua An Dương Vương đều không có ý đề phòng Trọng Thủy và đều quá tin người. Đúng, nghe nhé, nghe giùm cô hả? Có rất là nhiều việc, ngay cả là Huyền Chân công chúa của chúng ta, lấy ai các bạn? Lấy vua Chế Mân, các bạn, để cho chúng ta thấy rằng nước Chăm Ba với cả nước gì nào các bạn? Nước Việt, tức là ngày xưa các bạn. Nước Chăm Ba, chúng ta có thể lấy được nước Chăm Ba để mở rộng đất nước. Rồi cũng ngay có thể công chúa Ngọc Hân với cả vua Quang Trung, rồi rất là nhiều những người khác. Ví dụ như các bạn thấy là cũng có thời nhà Lý gả công chúa sang Trung Quốc để cho hai nước giao hòa. Và điều đó thì cũng trong lịch sử đã cũng thấy xảy ra. Nhưng mà tại sao giao hòa đối với cả vua An Dương Vương và Triệu Đài lại là dẫn đến bi kịch mất nước? Vì sao các bạn đã biết rồi? Vì trong chính bản thân Triệu Đài, cái mục đích của hắn không phải là để cầu hòa hay không, mà là để gì? Thực hiện âm mưu, đúng không các bạn? Thực hiện âm mưu, tức là các bạn cũng đã xem vở nhạc kịch rồi. Trọng Thủy có hỏi Mị Châu vì sao mà có thể làm cho quân Đà tan tác như vậy, thì Mị Châu đã trả lời là vì cha có được nỏ thần, đúng không các bạn? Còn nếu như mà trong một số truyền thuyết, người ta bảo rằng là khi mà Trọng Thủy ở trong thành Cổ Loa, thì Trọng Thủy ngoài cái việc xem trộm và đánh cháo nỏ thần, các bạn phải chú ý giúp cho cô, đó là nguyên nhân này, xem trộm và đánh cháo nỏ thần, thì Trọng Thủy có vẽ một cái bức sơ đồ về gì nào các bạn? Thành Cổ Loa. Thì đó là cái điều mà có thể là nơi mà giặc dễ vào được. Bởi vì nếu như thành Cổ Loa mà không có sơ đồ thì rất là khó vô. Người ta có thể nói cái câu là nội bất gì nào xuất, ngoại bất nhập. Giống như là, vậy thì cái thành Cổ Loa và ngay cả bản thân thì gì nào các bạn? Trước nỏ thần bị mất, bây giờ cô sẽ hỏi các bạn nha. Tại sao nỏ thần bị mất thì nước Âu Lạc bị mất? Vì sao các bạn? Nào, trả lời cho cô, tại sao nỏ thần bị mất? Tất cả những điều này có nhé các bạn. Nè, tại sao nỏ thần bị mất thì nước Âu Lạc bị mất? Vì sao các bạn? Bạn số
43 trả lời thử cho cô coi. Tại sao Nỏ Thần bị mất? Thì nước Âu Lạc bị mất. Vì sao các em? Dạ thưa cô, em nghĩ là vì thứ nhất là do Nỏ Thần là một vũ khí rất là mạnh, có thể một mũi tên có thể bắn ra hàng vạn, có thể đánh bại được hàng vạn quân. Thứ hai nữa là tại vì nước của Triệu Đà đơn giản cũng đã mạnh hơn so với Việt Nam về mặt quân lực, nước Âu Lạc về mặt quân lực, nên là khi mà mất Nỏ Thần thì Việt Nam ở nước Âu Lạc không còn đủ sức để có thể đánh bại được nước của Triệu Đà. Không còn, cảm ơn bạn. Nhìn nha, Triệu Đà cầu hôn giống như lúc đấy cô nói ha, là mục đích xong rồi chứ không phải là mục đích hòa hoãn. An Dương Vương gì nào, các bạn có những cái thế mà các bạn đã thấy rồi. Người ta có thể sẵn sàng lúc này chịu nhục, nhưng lúc xong ta trả thù, các bạn đã thấy rồi ha. An Dương Vương vô tình ghẻ, tức là An Dương Vương cũng không phân biệt được đâu là bạn là thù. Quan trọng nhất là An Dương Vương bất cảnh giác, các bạn đã thấy rồi ha. Rồi, Trọng Thủy mang Nỏ Thần về, Triệu Đà cất binh sang, An Dương Vương thản nhiên đánh cờ. Cái này là chủ quan, khinh địch, ỷ lại vào vũ khí, các bạn cũng đã biết những điều này rồi. Vậy thì tại sao đây là những nguyên nhân có thể mất nước? Bạn khác trả lời cho cô, bạn số 3. Bạn số 3 thử trả lời cho cô. Tại sao đánh mất Nỏ Thần thì lại là mất nước? Vì sao? Thì bạn ấy bảo là vì sức mạnh của vũ khí. Thế nên nếu mà tất cả những cái điều mà Quan Dương Vương chủ quan kinh lực, nhưng mà nếu mà vẫn còn Nỏ Thần thì có thể là không gì, không đến gì nào các bạn, không đến mất nhá. Nhưng mà tại sao? Vì sao nào? Bạn số 3 thử trả lời cho cô coi. Dạ, thưa cô là... Tất cả những cái điều này các bạn đã biết rồi hả? Vì sao nào đánh mất Nỏ Thần mà lại đánh mất nước? Là phải mất nước. Dạ, thưa cô là có thể là do là là chỉ có cái vũ khí đó là Nỏ Thần, chưa có vũ khí tiên tiến nào kia. Cho nên là khi mà mất Nỏ Thần thì không còn tất cả những cái yếu tố 1, 2, 3, 4, những yếu tố này là dẫn đến việc mất nước rồi, đúng không các bạn? À, tức là Quân Đàm muốn thực hiện âm mưu này thì nó đã được điều kiện. Quan trọng nhất là khi mất vũ khí, tức là mất Nỏ Thần, là mất nước, là cái điều đó là quan trọng nhất. Lý do vì sao các bạn? Vì có Nỏ Thần thì An Dương Vương mới đánh thắng giặc. Tức là nói như một cái từ đơn giản là Nỏ Thần chính là vũ khí bí mật quốc gia. Mà mất cái bí mật của quốc gia thì chắc chắn là đến gì nào các bạn? Mất thì mất nước, đúng không các bạn? Vậy thì An Dương Vương là chủ quan, quá lơ là mất cảnh giác. Thế nên vua An Dương Vương làm gì đấy? Phải gì dẫn đến việc mất nước. Rồi, đó, bây giờ nói đến Mị Châu. Trách nhiệm của Mị Châu, cô có nói rồi. Là một gì đấy? Vị công chúa. Nhưng mà bởi vì Mị Châu quá xem trọng tình yêu, quá xem trọng tình vợ chồng và quá nhẹ dạ cả tin hiền lành, nên Mỹ Châu đã tiết lộ bí mật quan trọng của quốc gia. Các bạn đã biết rồi, nếu như tiết lộ bí mật quan trọng của quốc gia thì các bạn sẽ hiểu điều gì. Bây giờ cái vấn đề tiếp theo, rắc lông ngỗng thì cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mất nước. Bạn nào bình trả lời cho cô, tại sao việc rắc lông ngỗng lại dẫn đến việc mất nước các bạn? Dạ thưa cô, con nghĩ là do đó là dẫn đường cho giặc. Đúng rồi. Cái lông ngỗng đánh dấu là cái vấn đề dẫn đường cho giặc. Rất chính xác. Nếu như mà không có lông ngỗng đó, chắc chắn thì đã tìm được vua An Dương Vương không các bạn? Chưa chắc. Mà không tìm được vua An Dương thì các bạn sẽ thấy như thế nào các bạn? À, dồn vua đến bước đường cùng. Cái điều này có này các bạn. Đó.
Quan Dương Vương hay là Mỹ Châu cũng vậy, đặc biệt là Mỹ Châu, là một kẻ ngây thơ nhẹ dạ, không biết suy nghĩ, nặng nhẹ đeo tình vợ chồng đặt lên trên. Nào các bạn, nghĩa vụ đối với đất nước. Vậy thì bài học đặt ra trong bi kịch Nước Mất là gì lớp mình? Các bạn ấy đã nói rồi, cả An Dương Vương và cả Mỹ Châu. Vậy thì bài học được đặt ra trong bi kịch Nước Mất là gì các bạn? Cô là không nên chủ quan nữa, quá tin tưởng người khác nữa. Tin tưởng người khác có bị có gọi là một tội không em? Dạ. Không nên chủ quan thì cô đồng ý ha. Còn bạn nói cái từ là quá tin tưởng vào người khác thì thật sự là mình cũng hơi có ý tiêu cực một tí xíu. Bản thân cô cũng vậy, bản thân các bạn cũng vậy. Chắc chắn là mình sẽ nghĩ rằng là mình không nên quá tin tưởng vào người khác. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta cũng có thể chỉ phải có lòng tin ha các bạn. Chứ còn thật sự ra là cuộc sống nó, nếu như mà chúng ta không bị những cú lừa thì chúng ta cũng chưa chắc đã trưởng thành ha các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng là bản thân thì chúng ta cũng đừng có đánh mất niềm tin vào người khác nha. Xin lỗi, đừng đánh mất niềm tin cho người khác thôi. Rồi, cô đồng ý với bạn là đừng quá chủ quan, khinh địch, lơ là, mất cảnh giác. Còn yếu tố thứ hai, bài học thứ hai các bạn, trả lời cô ngồi, coi rồi mới đến phần hai. Là em nghĩ là phải biết trong những trường hợp khác nhau thì phải biết lựa chọn giữa tình cảm và lý trí. À, tình cảm và lý trí. Đối với vận mệnh quốc gia thì phải đặt cái gì lên hả bạn? Dạ cô, là lý trí, phải đặt lý trí lên trên. Chính xác, tức là phải đặt đất nước lên trên. Bởi vì An Dương Vương và Trọng, xin lỗi, Mỹ Châu là những người nào các bạn? Là những người đứng đầu một đất nước, và trách nhiệm của những người đứng đầu đất nước có phải chỉ là cho mình hay không? Cho nhân dân. Bởi vậy nên lúc này các bạn thấy được chưa các bạn? Vua An Dương Vương không còn là một vị vua gì anh minh sáng suốt nữa. Không còn là một vị vua gì nữa các bạn, lo cho dân cho nước nữa, nên dẫn đến việc là gì? Nước mất thì chắc chắn là nhà sẽ gì? Sẽ tàn. Đó là vua An Dương Vương, các bạn đã nói rồi, đã tự tay chém ai các bạn? Chém con gái của mình. Hả? Rồi đến bây giờ là bi kịch về tình yêu, nghe dùm cô ha. Cái chỗ này tổ 2 nói nhầm rất nhiều. Và nhớ dùm cho cô, trên báo, trên mạng nó nói như thế nào cô không biết. Nhưng những cái tin này là cái tin mà các thầy cô và tất cả mọi người đã được đính chính. Hả? Trong chuyện Rùa Vàng nói đến mối tình Mỹ Châu và Trọng Thủy, đây là một sự sáng tạo và hư cấu hoàn toàn. Và tác phẩm này, ha các bạn, không phải là ca ngợi mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy, mà tác phẩm này được xây dựng lên chỉ nhờ hai yếu tố, và nói đến hai yếu tố là di tích Hành Cổ Loa và việc nước Âu Lạc bị mất. Nhớ dùng cho cô cái điều đó ha. Thế nên là người ta sáng tạo nên điều này thôi. Tí nữa cô sẽ nói tiếp nào. Nhân vật Mỹ Châu lấy Trọng Thủy vâng theo lời cha. Như hôm trước cô đã nói rồi, trong lịch sử sự thật thì cũng có thể nói rằng Mỹ Châu là một nàng công chúa rất hiền lành, xinh đẹp và hiếu thảo. Và người ta có một cái số truyền thuyết là vì lý do rằng là An Dương Vương rất yêu con, thế nên là An Dương Vương không muốn cho Mỹ Châu làm dâu. Đó là cái yếu tố mà các bạn sẽ thấy. Và khi lấy Trọng Thủy thì Mỹ Châu đã cho xem Ngọc Thần. Được không các bạn? Rồi, đến phần thứ 3, gạch đầu dòng thứ 3. Nói đến Mỹ Châu, bạn nào trả lời giùm cô, nhanh. Nói đến nhân vật Mỹ Châu. Bây giờ cô đã lỡ rồi. Gạch đầu dòng thứ 3 nói về nhân vật Mỹ Châu. Mời các bạn. Bạn số 4 nào trả lời cho cô? Trả lời nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ đến xem xét đến vấn đề nhân vật Mỹ Châu. Gạch đầu dòng số 3 nói đến nhân vật Mỹ Châu. Nhanh.
Bài số 4 đâu rồi? Đi đâu rồi? Hay là cái mạng của cô nó bị sao rồi? Trả lời được cô mà, bạn số 4 đâu? Nhanh nào, hết giờ các bạn. Cô muốn các bạn học xong cái phần này. Bạn số 4 đi đâu rồi? Số 4 là bạn nào vậy Minh? Danh, trả lời cho cô Danh. Dạ, ồ bạn Danh là... Dạ từ từ cô con mới vô. Dạ thưa cô là Mỹ Châu vì quá yêu Trọng Thủy nên đã làm mất nước. Ừ. Cô đang nói chuyện là cô để chiếu lên đến đây nè. Đấy, cô ở đây rồi. Mỹ Châu gì? Rắc áo lông ngỗng. Cô đang nói đến nhân vật Mỹ Châu mà các bạn. Nha. Yeah. Mỹ Châu rắc áo lông ngỗng là cái yếu tố thứ ba, đúng không các bạn, dẫn đến việc mất nước à các bạn. Rồi, và cái điều này chúng ta được nói rằng Mỹ Châu ngây thơ hết lòng thương Trọng Thủy bằng một tình cảm chân thành mãnh liệt nhưng mà thiếu ý chí à các bạn. Mày các ơi, tình cảm đó có thể xung đột đe dọa lợi ích quốc gia và gây bi kịch cho bản thân mình. Nghe đi, chính vì điều đó các bạn thấy không, dẫn đến việc là Mỹ Châu đánh mất nước, được không các bạn nhỉ? Qua phòng kia rồi. Bây giờ nói đến nhân vật Trọng Thủy, các bạn tổ hai cũng đã nói rất rõ rồi. Bạn số 5 trả lời cho cô về nhân vật Trọng Thủy. Không tự đi lấy. Này nghe cô nhỉ? Dạ, nhân vật Trọng Thủy thì Vân Heo lời cha để qua ở rể cho An Dương Vương. Dạ phải nói chịu nói u nhục là phải đi làm rể cho một nước, trong khi phong tục hồi xưa là người con gái phải đi theo về nhà chồng làm dâu. Tiếp theo là sử dụng tình cảm của Mỹ Châu để được xem nõi thần sai và đánh nhau. Còn gì nữa em? Các bạn có thể tự suy nghĩ trả lời là cái rắc lông ngỗng để tìm đến vua An Dương Vương với cô. Ai rắc lông ngỗng, nếu bạn nói như thế nó bị sai rồi. Mỹ Châu rắc lông ngỗng nhưng mà là tức là lừa Mỹ Châu. Dạ đúng rồi, lừa Mỹ Châu rắc lông ngỗng. Ý nói như vậy, rắc áo lông ngỗng và mình tìm đường đến để giết vua An Dương Vương. Dạ. Ừ. Thế thì em đánh giá nhân vật Trọng Thủy là người như thế nào? Dạ, là một người biết vâng lời cha nhưng mà lại là gọi là một người chồng vô tâm. À, một người chồng vô tâm. Cảm ơn em rất là nhiều. Có mời bạn số 42. Theo bạn thì Trọng Thủy là người như thế nào em? Dạ, thưa cô, con nghĩ là Trọng Thủy là một người rất là biết lựa thời cơ để xem được cái bí mật quốc gia rồi đem về đem vinh quang đến cho nước của mình. À, cảm ơn em rất là nhiều. Mang vinh quang đến cho nước của mình và sao nữa? Dạ, con định nói là bạn cũng là một người chồng vô tâm. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, bây giờ bạn số 41 trả lời lần cuối cùng. Theo các bạn đánh giá nhân vật Trọng Thủy này cho đúng. Bạn nào đánh giá được nhân vật Trọng Thủy cho đúng, cô sẽ cho 2 điểm cộng. Dạ, thưa cô. Có mời bạn số 42 trước. 41 đúng không? 41 hay 42? Rồi, có mời bạn 41 trước và cô sẽ mời ý kiến khác. Mời bạn 41 trả lời cho cô. Nghe cô nói không? Dạ. Là một người cũng rất là yêu thương Mỹ Nương nhưng mà lại Châu, đi Mỹ kèm Châu với lợi ích từ việc lừa dối cha con Mỹ Nương. Mỹ Châu. Mỹ Nương là trong truyền thuyết An Dương Vương, xin lỗi, Sơ Tinh Thủy Tinh nha, đời vô cùng 18. Sao em? Cảm ơn em rất nhiều. Một bạn nào trả lời được cô sẽ cho 2 điểm cộng nào. Theo các bạn thì các bạn đã đánh giá nhân vật Trọng Thủy là một người như thế nào? Đấy là đánh giá theo ý hiểu của các bạn. Cô sẽ chấp nhận cả tổ 2 luôn. Đánh giá một cách đúng đắn nhất về nhân vật Trọng Thủy cho cô.
Mời bạn nào đánh giá cô sẽ, nếu đúng cô sẽ cho 2 điểm cộng nào. Dạ em trả lời hỏi đồng cô. Tên là gì nào? Dạ Như Tâm. Rồi Tâm trả lời cho cô Tâm. Dạ em nghĩ là nhân vật Trọng Thủy á, thì có nhiều cái mâu thuẫn giữa trách nhiệm với lại tình cảm với Mỹ Châu, với Mỹ Châu và với cha của mình, cũng là nạn nhân với lại cũng là tội nhân luôn. Lúc mà Trọng Thủy lấy Mỹ Châu á thì là vì nhiệm vụ, nhưng mà sau đó thì lại nảy sinh tình cảm vợ chồng, là nạn nhân trong cái âm mưu của cha mình, nhưng cũng là tội nhân đối với tình yêu của Mỹ Châu cô. Cảm ơn em rất là nhiều, chính xác. À các bạn, Trang Thủy là người đúng vì trách nhiệm và nghĩa vụ thì Trang Thủy. Bạn cô xin lỗi không công nhớ bạn số 4, thì như bạn số 4 nói rằng là Trang Thủy phải chịu nhục ở rể, không phải các bạn cấm đều nói điều đó. Trang Thủy cố tình ở rể để làm gì? Mới biết được sơ đồ thành Cổ Loan và mới lấy được gì nào các bạn? Ừ? Đúng không các bạn? Nhưng mà trong bản thân của hắn, tuy là con rể nhưng mà lại đội lốt là tên giặc. Và bạn ấy nói đúng, có thể có lúc Trọng Thủy mâu thuẫn giữa trách nhiệm với cha mình và với gì tình yêu. Và có thể khi ở với gì nào các bạn, Mỹ Châu, Trọng Thủy có yêu thương Mỹ Châu, có tình cảm với Mỹ Châu. Và bạn nói đúng tiếp, đó chính là Trọng Thủy là tội nhân. Nhá. Trọng Thủy có là tội nhân, được không các bạn? Và Trọng Thủy là đáng trách chứ không hề đáng thương. Nếu như Mỹ Châu là một người vừa đáng trách vừa đáng thương, thì Trọng Thủy là một người đáng trách. Tức là nói thực chất ra, người ta xây dựng nhân vật Trọng Thủy để muốn nói đến bản chất của kẻ thù. Bản chất của kẻ thù đó là Trọng Thủy đã lừa dối, mặc dù có gì nào các bạn, có yêu Trọng, có yêu Mỹ Châu thật sự, nhưng mà hoàn toàn trong những điều kiện, những việc mà Trọng Thủy làm là sự lừa dối. Lừa dối, đúng không các bạn? Lừa dối để lấy Mỹ Châu. Rồi khi mà có tình cảm với Mỹ Châu thật đấy, nhưng các bạn có thử thấy không? Khi về rồi lại còn bảo rằng nếu như mà có cái gì làm dấu và đã lừa Mỹ Châu gì, sắc áo lông ngỗng để mà gì nào dẫn đường cho mình và cha mình hay là cho con của mình đánh gì, được không các bạn? Vậy thì đó là cái điều mà cái chết của Trọng Thủy là gì các bạn? Đúng không? Đấy nha, nhớ dùm cho cô nha. Từ đầu đến cuối hắn lừa dối Mỹ Châu và gây ra cái chết của cha con An Dương Vương. Nhớ giúp cho cô. Vậy thì bây giờ hãy trả lời giúp cho cô ha. Đây, cái chết của Trọng Thủy. Trọng Thủy là nhân vật vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của chiến tranh xâm lược. Rồi, bây giờ tố cáo chiến tranh, bi kịch của bị kẹt giữa tham vọng và tình yêu. Chúng ta có thể nói đến cái điều đó các bạn ha. Thì bạn đã nói rồi, cô đã phân tích cho các bạn nghe rồi. Vậy thì bây giờ đến thái độ của nhân dân, nghe ha. Đối với vua An Dương Vương. Nào, mời bạn. Nào nhắc lại coi, nhân dân mình đã làm gì đối với vua An Dương Vương khi vua An Dương Vương. Mời các bạn, đối với vua An Dương Vương. Nhắc lại cho cô coi, bạn số 6. Ừ. Mời bạn số 6. Cô đọc lại câu hỏi được không ạ? Con nghe không rõ lắm. À, tức là cô muốn nói rằng là khi mà vua An Dương Vương chém đầu của gì nào Mỹ Châu xong, thì An Dương Vương đã được như thế nào? Và cái phần được đó thực chất ra là thái độ của nhân dân dành cho vua An Dương Vương. Mời bạn. Dạ thưa cô là được sau khi mà vua An Dương Vương giết chết con gái của mình thì được thần rùa vàng dẫn xuống biển, là một hình ảnh của nhân dân để tỏ lòng biết ơn với An Dương Vương vì đã xây dựng thành Cổ Loa.
sẽ được thành cổ loa và chống giặc nữa nhé em. Dạ. Và thật sự nếu như mà trong truyền thuyết thật sự là người ta bảo rằng là Vương Dương Vương gieo mình tự tử, nhưng mà cũng chưa biết được cái chết của Vương Dương Vương ở nước Âu Lạc bị mất như thế nào. Có thể cô đã nói với các bạn rồi, vì do là đất nước không còn mạnh và Vương Dương Vương lúc đó già rồi, không có thể già rồi các bạn, thì đất nước có thể gì nó bị suy thoái và bị mất, đúng không? Nhưng mà cô có hỏi bạn, nếu bạn trả lời được cô cho bạn điểm cộng này. Vương Dương Vương theo cái truyền thuyết nha, theo truyền thuyết và theo trong sách giáo khoa này, Vương Dương Vương được rùa thần dễ nước cho đi xuống biển, tức là cầm sừng tê bảy tấc đi xuống biển. Thì các bạn thấy là nếu như ở trong cái truyền thuyết và trong sách giáo khoa này, Vương Dương Vương đã chết chưa các bạn? Đã chết chưa? Được chưa? Ừ, chưa chết. Vậy thì các bạn nói nhé, lúc này Vương Dương Vương nghe nè, chém đầu Mị Châu là đặt đất nước lên trên. Anh Dương Vương được cầm sừng tê bảy tấc đưa đi xuống biển và vua Anh Dương Vương chưa chết. Vậy thì theo bạn nói rằng là bởi vì Anh Dương Vương có công là xây thành chế nỏ nên Anh Dương Vương này nào không bị chết. Được không các bạn? Tức là vua Anh Dương Vương sự thật nha, nghe dùng câu hỏi cho kỹ nhỉ. Cái sự thật là Anh Dương Vương chết rồi. Nhưng cái sống này và theo truyền thuyết mà nhân dân dựng lên, đó là một cái sống gì nào các bạn? Bất tử hóa. Mà cái sống này tức là sống ở trong lòng nhân dân mọi thời đại. Bởi vì nhân dân của chúng ta rất biết ơn những người có công đối với đất nước. Hiểu không các bạn? Đó là sự bất tử hóa của nhân dân trong, xin lỗi, của vua An Dương Vương trong lòng nhân dân. Nhớ dùng cho cô cái điều đó ha. Để xem nào, đó là cái điều mà các bạn nói đến vua An Dương Vương. Đó, trong lòng nhân dân, người anh hùng sự nước là bất tử. Đó, dù một cái công hay cái tội An Dương Vương lơ là chủ quan thì đã bị mất tí, mất nước và mất cả gì, gia đình. Thì vua đã trả xong rồi. Nhưng mà cái công của vua An Dương Vương thì thật sự nếu như không có vua An Dương Vương thì thật sự nước ta cũng chưa chắc đã có nước Âu Lạc và chưa có thành cổ loa, cũng chưa có thể rời đô mà về gì cái đồng bằng giống như ngày nay. Trong lịch sử là thuộc phán An Dương Vương đóng góp nhiều điều đó, mà cũng có thể là không có vũ khí để mà chống giặc đâu có bạn. Thì điều đó là công trạng nên đời đời nhân dân nhớ đến. Rồi bây giờ thứ hai, đối với gì nào các bạn? Mị Châu và Trọng Thủy. Cô mời các bạn. Đối với Mị Châu, mời các bạn trả lời cho cô. Đối với Mị Châu, cô mời bạn số 40. Dạ, cho cô. Ừ, trả lời cho cô nè. Dạ, cô là em nghĩ là thái độ của tác giả đối với Mị Châu là vừa đáng thương vừa đáng trách, là khi là Mị Châu là nạn nhân của chiến tranh là và cũng là kẻ phản bội khi tiết lộ bắt ngày thơ tiết lộ cho Trọng Thủy. Ừ. Rồi nữa, cái kết của Mị Châu là như nào em? Dạ cô, bị chính cha ruột mình chém đầu. Ừ. Chưa đủ còn nữa. Còn xíu nữa nào, nhắc đến Mị Châu nào. Mị Châu vừa đáng thương và vừa đáng trách. Các bạn chú ý trong lời cấn của Mị Châu mà tổ 2 đã nói rồi ha. Để xem nào. Mị Châu cấn rằng, nhá, thiếp phận gái nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ thành biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối, chết đi sẽ thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục cổ. Và rõ ràng khi Mị Châu mất, các bạn thấy không, có dẫn chứng đó không? Máu Mị Châu đổ ra biển, trai sỏ ăn được, được không các bạn? Trai sỏ ăn được thì biến thành gì các bạn? Ngọc trai. Thế thì các bạn hãy đánh giá giúp cho cô. Đây nhà, cái này thì bạn đã nói rồi. Đại diện cho trí tuệ và phán xét mạnh mẽ của Châu, nghiêm khắc về việc phê phán của kẻ có tội.
biết là Mỹ Châu bị lừa, nhưng rõ ràng Mỹ Châu làm mất nước, thế nên Mỹ Châu phải chịu chém đầu để Hồ Cao bảo. Nhưng nè, máu của Mỹ Châu thành ngọc trai, sát thành ngọc thạch, đến bây giờ vẫn có. Hồ Cao bảo nào trả lời giúp cho cô coi. Máu cô thành... Dạ thưa cô. Trả lời cho cô. Dạ thưa cô, là chi tiết máu thành ngọc trai, xác thành ngọc thạch là Mình ơi, dân gian muốn nói là Mỹ Châu tuy là phạm tội phản quốc, nhưng thực không sự thì giúp con cái không có lòng muốn phản nghịch, mà là do Trọng Thủy lừa nên nàng chết đi liền biến thành ngọc trâu. Cái đó, điều đó là cũng là một dẫn chứng để chứng minh tấm lòng trong sạch của nàng. Ừ, rồi gì nữa không? Dạ hết rồi. Bạn nào có ý kiến thêm? Ngay cả đối với An Dương Vương và cả Mỹ Châu nữa các bạn, kể cả Mỹ Châu nữa. Mỹ Châu biến thành ngọc thạch và sát, máu thì biến thành ngọc trai. Ngọc trai với ngọc thạch đẹp không các bạn? Đẹp lắm, quý lắm đó các bạn. Và nói đến cái viên ngọc trai thì các bạn nhìn thấy coi, trong cuộc đời nếu như là ngọc trai thật trong sáng không các bạn, đẹp không? Đẹp lắm các bạn. Thì tức là vì là có tội, thế nên là đã bị gì? Chém độc. Nhưng mà tại sao máu và xác lại biến thành ngọc các bạn? Bạn nào nói thêm cho cô một cách đầy đủ hơn các bạn? Bạn ấy nói là vì Mỹ Châu bị lừa dối, thế nên là trở thành ngọc thạch. Thêm sâu hơn một tí xíu, ai trả lời được dùng cho cô? Theo các bạn, vì sao nhân dân mình cho máu thành ngọc trai và xác thành ngọc thạch? Mời các em. À, cô, em nghĩ là tại vì Mỹ Châu mặc dù là bị lừa nhưng mà tấm lòng của nàng đối với đất nước thì vẫn luôn là trong sáng nhất, trong sạch nhất đó cô. Tại vì đối với đất nước thì nàng vẫn luôn lo cho dân chứ không hề là có ý định. Không sâu xa như vậy đâu các bạn. Thực chất ra đây là tấm lòng nhân đạo của nhân dân đối với ai? Ngọc Châu. Một người con gái thật sự vừa đáng thương vừa đáng trách. Hiểu lời cô nói không? Đó là tấm lòng nhân đạo của nhân dân đối với Mỹ Châu và cả An Dương Vương. Là một con người vừa đáng thương vừa đáng trách. Thật sự nàng nếu như mà biết được cái âm mưu của Trọng Thủy chắc chắn là nàng sẽ không làm. Bạn nói đúng. Nhưng mà thật sự nàng không biết thì nàng bị tội là bị chém đầu. Nhưng mà nhân dân ta nhân đạo lắm các bạn. Người con gái ngây thơ tội nghiệp này, nhớ các bạn, hiền lành trong sáng này, thì nào các bạn, bởi vì chị thật sự là nàng hiền lành, nàng trong sáng thật sự, và nàng bị lừa thật sự, nàng ngây thơ. Thế nên là gì? Chính cái điều đó làm gì nào các bạn, mới cho nàng biến thành ngọc trai. Bởi vì lúc ấy cô nói rồi, ngọc trai trong sáng lắm. Các bạn thấy cái lời rùa vàng bảo là giặc ngồi đằng sau lưng, rùa vàng buộc tội hay giặc ngồi đằng sau lưng nhà vua đó. Mỹ Châu có phản đối không? Mỹ Châu có khóc lóc van xin cha tha tội không? Không. Mà Mỹ Châu gì? Chấp nhận gì nó bị cha chém đầu. Và trước khi chết chỉ cần lời đó, tức là thật sự bạn cũng nói đúng. Là trong lòng Mỹ Châu không bao giờ có ý tưởng phản bội đất nước. Vậy thì cái bài học đặt ra với Mỹ Châu là gì các bạn? Là phải gì? Đặt cái chung lên trên cái gì? Cái giềng. À các bạn nhá, đó là cái vấn đề. Còn đối với Trọng Thủy, à các bạn, cô nói luôn về nhân vật Trọng Thủy hả? Hắn chết là vì giặc ngoại xâm và kẻ phụ tỉnh thì phải phạm tội, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ là chi tiết quan trọng nhất, nói đến chi tiết giếng nước ngọc trai. Nghe dùm cô hả? Nếu xét về nghệ thuật, đây là ẩn dụ kép. Ẩn dụ kép, nhớ dùm cô hả? Nghệ thuật ẩn dụ kép nè. Nếu nói đến ẩn dụ kép thì tức là nó sẽ có nhiều ý nghĩa. Tại vì sao giếng nước ngọc trai rửa vào giếng nước lại thêm trong sáng hơn? Ý thứ nhất tổ hai đã trả lời được, và cô nghĩ các bạn cũng có thể nghĩ được. Ngọc trai
Dạ. Dựa vào giếng nước cái thêm cho sáng con chảy hơn, máu. Đó là một sự cái châu tuyết, tức là sự minh này nó chảy ngoan. Mũ, chảy mũ vàng xong và nó chảy gì máu. Đó các bạn, minh ngoan hơn dạ, cho mẹ chồng. Dạ. Biến thành ngọc trai đi. Đó chính là cái minh ngoan cho mẹ chồng. Biến thành cái giếng nước. Đấy. Tại vì con đâu có đi chạy ra đường đâu, con kêu em nó cứ nằm. Gì đó các bạn. Hả? Vì tội lỗi của mình. Mà thật sự thì Trọng Thủy cũng muốn ở bên cạnh Mỹ Châu, thế nên cho biến thành giếng nước. Con bảo mẹ, mẹ bảo là đừng kêu nữa. Nhưng mà vì sao? Đấy là yếu tố thứ nhất ha. Vì sao ngọc trai rửa vào giếng nước mà lại thêm trong sáng? Hôm nay cô sẽ cho một bạn khác có ý kiến để trả lời thêm. Và cô sẽ nói những cái điều đúng nha, còn mà tổ bạn Minh sai ha. Mời bạn khác, có mời bạn nào thử trả lời cho cô coi ý nghĩa của hình ảnh giếng nước ngọc trai. Châu tuyết rửa tội cho Mỹ Châu. Đó là ý thứ nhất thôi. Ý nghĩa kế tiếp là các bạn, giếng nước rửa vào ngọc trai thêm trong sáng hơn. Mời các bạn nhé. Điện lên. Dạ, theo nghĩ là thể hiện sự thương xót. Thương xót cho Mỹ Châu. Dạ. Ý em đang nói như vậy, còn gì nữa không? Dạ, còn thể hiện sự tha thứ của Mỹ Châu dành cho Trọng Thủy. Không hề. Bạn nói cái lời này là ý giống tổ bạn Minh, không có cái điều này. Giếng nước rửa vào ngọc trai thì thêm trong sáng hơn. Tôi chỉ chấp nhận ý thứ nhất, đó chính là minh oan cho Trọng, xin lỗi cho Mỹ Trọng. Châu tuyết tức là rửa cái oan vật làm cho cái, và cái tâm hồn của, bởi vì cái sự trong sáng của nàng, thế nên là được sửa tội. Nào, bạn nào cô cho cơ hội cuối cùng hết giờ rồi các bạn, để chúng ta sẽ nghỉ nào. Con có được không? Được. Dạ, con nghĩ là phản chiếu lại những cái tội lỗi của Trọng Thủy. Ừ. Không đúng các bạn. Nghe hả? Giếng nước rửa vào ngọc trai, xin lỗi, ngọc trai rửa vào giếng nước thì thêm trong sáng hơn. Ý thứ nhất, châu tuyết cho Mỹ Châu. Ý số 2 các bạn nghe được câu hả? Thực chất ra Mỹ Châu là đại diện cho nước gì đây các bạn? Âu Lạc. Trọng Thủy là đại diện cho Triệu Đà hay là nước Tần? Thì giếng nước rửa vào ngọc trai thêm trong sáng hơn. Thì tất cả cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là, cô đã gợi ý tới đây rồi, ai trả lời cô vẫn cho điểm cộng. Ừ? Mỹ dạ, Châu đại diện. Hai nước không, cô? Chính xác. Hả? Đó là sự hòa thật đối với hai nước và sự hòa bình đối với hai nước. À các bạn. Về cái vấn đề là nhân dân ta rất rất muốn cái sự hòa bình hoàn toàn giữa hai nước, và đó là cái khát vọng hòa bình của gì nào, của đất nước ta. Dù kẻ nào, người nào, nước nào cũng không muốn đánh nhau, cũng không muốn trở thành thù đâu các bạn. Bởi vậy nên là Trọng Thủy gây tội, Mỹ Châu gây tội thì đã chết rồi. Nhưng khi đã gây tội xong rồi thì thật sự các bạn đã hiểu điều đó rồi hả? Hóa giải oan tình của Mỹ Châu và nhân dân ta tha thứ cho Trọng Thủy. Và tiếp theo đó là sự bao dung của nhân dân ta. Nhưng mà cái phần này là ít thôi nha các bạn. Còn cái phần cô bình thêm, các bạn cứ việc bình thêm. Đó chính là gì nào các bạn? Đó là cái khát vọng nhân dân hai nước được hòa bình. Nhá. À, vậy thì phần bài học ở đây và tóm gọn lại nha các bạn. Nội dung bài học lịch sử là cảnh giác với kẻ thù, xử lý đúng mối quan hệ riêng chủng. Và nghệ thuật là kết cấu chặt chẽ, xây dựng nhân vật vừa phản ánh mâu thuẫn vân vân. Được chưa các bạn? Đó, đó chính là bài học ngày hôm nay. Được chưa? Thôi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đã hiểu bài chưa nào? Đơn giản không lắm mình. Vậy thì dạ, đến thứ năm. Ừ, thứ năm chúng ta sẽ làm gì? Kiểm tra 15 phút trong 45 phút. Được chưa các bạn? Và sau đó chúng ta sẽ học gì lắm mình? Rồi tổ bạn Minh đồng ý với cô chưa?
Sau đó chúng ta sẽ học gì các bạn? Sẽ học văn tự sự nhá. Chúng ta học văn tự sự một tí xíu. Và đầu tuần sau, đầu tuần sau, nhóm bạn nào thuyết trình tấm cám thì sẽ phải thuyết trình tấm cám. Và cuối tuần sau thì các bạn sẽ phải học cái gì các bạn? Sẽ phải học đến chuyện cười nha. Thì đó là cái vấn đề cô có trước, được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ kiểm tra nha. Nghe nè, cô có nói rằng là vì trên mạng của trường á, là trên trang trực tuyến của trường nó không vô được, thế nên là cô sợ rằng là nó sẽ bị trục trặc, nên là cô sẽ gửi, cô sẽ nhờ một anh sẽ lập cho cô một cái lớp học Classroom á, và cô sẽ cho các bạn tài khoản và các bạn sẽ vô đó. Các bạn hiểu hình thức lớp học Classroom không? Nhá. Và cô sẽ gửi vào đó, rồi các bạn sẽ ví dụ như lỡ mà không lấy được đề kiểm tra ở trên đây thì các bạn có thể vô đấy lấy đề kiểm tra và các bạn làm bài cho cô ha. Rồi cô nói rồi. Và lớp mình chọn với cái hình thức nào thì các bạn đã thấy rồi nha. Ai thả, tức là hình thức thả tim nhiều thì các bạn sẽ phải chuẩn bị nha. Rồi bây giờ chào cả lớp nha. Chào cả lớp nha các bạn. Cô cho con hỏi là vẽ sơ đồ tư duy là mình vẽ trong một tiếng đó luôn hả cô? Không. Cô chưa nói với lớp mình á. Thực ra vẽ sơ đồ tư duy là mình vẽ với bài gì? Cô chỉ yêu cầu các bạn vẽ với hai bài thôi. An Dương Vương và bài Chiến thắng mỏ tao mỏ xây. Các bạn vẽ từ bây giờ cho đến thứ năm. Nhà các bạn, thứ năm các bạn đọc bài cho cô. Được chưa nào? Đồng ý chưa? Cô ơi, mình vẽ một trong hai bài hay là cả hai bài luôn cô? Cả hai bài em. Mình được về nhà mình vẽ mà, chứ không phải là mình vẽ ở đấy. Được chưa các bạn? Tức là từ bây giờ cho đến thứ năm các bạn nộp cho cô là được. Hiểu ý chưa? Cái phần vẽ sơ đồ tư duy mình được thì nào vẽ ở nhà nha các bạn. Rồi, ai hỏi gì nữa? Mình vẽ bằng tay hay là mình vẽ bằng cái khác được không cô? Thế nên là cô nên khuyến khích bằng vẽ bằng tay. Vì lý do vì sao? Tí nữa cô sẽ gửi một cái số mẫu vẽ sơ đồ tư duy. À, các bạn vẽ với rất là nhiều hình thức nhé. Chúng ta thích sáng tạo ra như thế nào cũng được. Chúng ta vẽ trên giấy A0, trên giấy A4 hoặc trên giấy viết. Nói chung là trên giấy nào cũng được. Và cô sẽ gửi cho các bạn một số cái hình thức vẽ sơ đồ tư duy ha. Thì vẽ sơ đồ tư duy là sẽ có điểm nhé. Rồi. Theo cô muốn hỏi là cái vẽ sơ đồ tư duy của cô là mình vẽ từ đây tới thứ năm mình muốn nộp lúc nào cũng được hay là cô quy định một giờ? Đúng là rồi, chính xác các bạn. Mình muốn nộp lúc nào cũng được, miễn là hạn là thứ năm. Được chưa nào? Cô ơi, là nộp riêng cho cô hay là nộp chung trong cái group Zalo vậy cô? Nộp tất nhiên là phải nộp trong group Zalo, nhưng mà cô đang bảo rằng là tối ngày hôm nay cô sẽ nhờ một anh tạo cái lớp học Classroom ở trên Gmail của mình á, thì mình khi mình nộp nó sẽ không bị trôi bài nhé các bạn, và bài kiểm tra của mình sẽ ở trong đó thì cô sẽ chấm dễ hơn á, hiểu ý cô không? Còn nếu mà ví dụ khi mà chúng ta nộp trên Zalo á, bạn nào mà nhắn tin cái là cái tin nhắn nó đã trôi đi nha, rất là khó chấm, được không các bạn? Và nộp trước nộp sau nó rất là khó. Còn nếu như mà trên cái lớp học á thì chúng ta sẽ thấy nó dễ hơn. Được chưa nào? Thì nếu như mà bạn nào muốn nộp á thì cũng phải là thứ tư nhá, thứ tư thứ năm các bạn hãy nộp, còn thứ ba thì các bạn từ từ hãy nộp. Rồi hết. Cô cho con hỏi là mình vẽ sơ đồ tư duy hai bài đó về nội dung nào cô? Tất nhiên là nó phải tổng hợp được tất cả kiến thức của hai bài đó, nên là cô mới bảo rằng là xíu nữa cô sẽ cho các bạn xem một số mẫu về sơ đồ tư duy để các bạn có thể dựa vào mẫu đó các bạn sẽ làm ha. Rồi, ai hỏi gì nữa không? Cô là mình dạ. Còn viết một bài phân tích nhân vật bữa thứ năm đúng không? Không, không chỉ cảm nhận thôi, một đoạn hoặc là nói chung là một đoạn một bài tùy mình, nhưng mà ngắn gọn thôi, và chỉ có cảm nhận một cái khía cạnh của một nhân vật chứ cô không có lấy hết tất cả. Và nó đến vấn đề đấy thì cô nghe cô nói ha, cô nhắc luôn ha, chúng ta sẽ chỉ cảm nhận
về nhân vật An Dương Vương thì cô sẽ lấy một khía cạnh thôi, đó là nước mắt hay là công trạng. Và nói đến nhân vật kế tiếp là cô yêu cầu các bạn là chỉ cảm nhận về nhân vật Tam Săn, nhưng mà cô chỉ yêu cầu các bạn cảm nhận Tam Săn trong cuộc đấu trực tiếp nha, trong cuộc đấu trực tiếp được không các bạn, chứ cô không có nói đến cảnh ăn mừng ha các bạn, với cả là cảnh ấy vậy vì nó hơi nhiều. Ví dụ như trong hiệp đấu trực tiếp thì cô chỉ lấy là hai hiệp chẳng hạn, và các bạn hãy kiểm nhận, hãy cảm nhận về nhân vật Tam Săn trong cái lúc đó, tức là chúng ta chỉ cảm nhận được một cái cạnh thôi. Thì các bạn muốn viết bài, muốn viết đoạn, cô đều đồng ý. À các bạn muốn viết đoạn, viết bài, cô đều đồng ý. Ăn thua do mình viết tới đâu và viết như thế nào thì cô sẽ cho điểm cộng với cả sơ đồ tư duy. Hiểu chưa nào? Thì cô tính lấy sơ đồ tư duy 3 điểm. 3 điểm hoặc 4 điểm. 3 điểm hoặc 4 điểm. Lý do vì sao cô nói cái từ học 4 điểm? Vì là cô muốn cái sơ đồ tư duy đó nó có cái sự sáng tạo, hoặc là cái bài viết đó nó có cái sự sáng tạo. Tức là cái bài cảm nhận của nhân vật nó có sự sáng tạo, mà nó có cái hay, cái riêng của các bạn, thì cô sẽ lấy 1 điểm. Nhá. Còn cái bài cảm nhận thì cô chỉ lấy 6 điểm hoặc là 3 hoặc là 5 điểm tùy theo. Tức là nói các bạn sẽ nghĩ rằng là trong cái phần các bạn vẽ sơ đồ cái gì và cảm nhận thì chỉ lấy tối đa là 9 điểm. 1 điểm là điểm cô khuyến khích. Điểm khuyến khích ở đây có cái từ sáng tạo, có cái từ cần mẫn, có cái từ viết hay, viết giỏi, vân vân. Thì đó là cái vấn đề cô quy định một cách rất rõ ràng. Và cái điều này nó ở trong quyền, trong phạm vi và cái phần đánh giá theo kiểu mới bây giờ. À các bạn, rồi đó là cái phần mà các bạn hỏi tiếp hả? Ai hỏi gì nữa nào? Ai hỏi gì nữa không? Được chưa? Và cái đề thì các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Nói tóm gọn lại là các bạn chỉ có học hai nhân vật, đó là Tam Săn trong cuộc chiến đấu và An Dương Vương. Hết. Được chưa? Dạ cô, rồi, cho anh con... dạ cô cho con cảm nhận hai nhân vật luôn hay là chỉ còn một nhân vật thôi ạ? Không, tức là cô học là hai nhân vật nhưng các bạn chỉ cảm nhận một nhân vật thôi và một khía cạnh thôi. Chứ làm dạ. Sao mà viết được hai nhân vật là được? Rồi, bạn hỏi gì nữa? Ai hỏi gì nữa không? Cô ơi, cái bài cảm nhận của cô nó giới hạn có giới hạn không cô? Không, không giới hạn. Không giới hạn về câu chữ nhưng giới hạn về thời gian. Nhiều nhất là 45 phút. Chứ không có thể được qua 45 phút. Và các bạn sẽ làm bài trực tiếp trong tiết số 1 ngày thứ 5. Tức là có lớp mình có một tiết thì tức là chúng ta chỉ làm trong cái tiết đó thôi. Hết. Và chúng ta sẽ phải nộp bài cho cô nha. Sau khi cái tiết đó xong. Hoặc là ví dụ như mình vào tiết, mình cũng phải tìm cách làm sao đẩy bài cho cô. Có thể lúc đầu thì mình cứ đẩy lên Zalo trước, thì mình, sau đó mình nộp vào trong Gmail. Cô nghĩ rằng là đẩy vào Gmail có nhanh không? Nói chung là cô để cái trang đấy trước thì các bạn cứ làm xong các bạn nộp vào đó, và trễ nhất là 45 phút. Ở đây cô không có chấm cái hình thức dài hay ngắn, mà cô chấm cái hình thức các bạn thật sự là biết như thế nào à, các bạn, và các bạn có biết làm hay không thôi nhá. Cô nói đến cái phần sáng tạo, tức là cô cố tình chỉ có một điểm phần sáng tạo thôi. Rồi, còn cái phần chất lượng cô chấm là tới 6 điểm và 3 điểm. Mời cậu sang làm em. Em hỏi ơi. Một bạn hỏi thôi nhanh nào. Dạ em hỏi là cái hôm mà mình viết văn đó cô, là mình viết trong tiết đó rồi mình còn bật camera cho cô thấy không ạ? Không. Dạ.
Các bạn thật sự ra thì nguyên tắc là phải bật camera, nhưng mà cô không có chấp nhận đánh máy đâu nha. Cô chấp nhận viết tay đó nha, cô không chấp nhận đánh máy. Thì cô biết rằng là có thể các bạn sẽ tham khảo mạng, thì đó là việc của các bạn thôi, nếu như các bạn không có chứng thực. Nhưng mà cái vấn đề là cô chấp nhận, là cô sẽ chấp nhận cái là các bạn cảm nghĩ như thế nào. Chứ còn nếu như các bạn chép y trang mạng và cô mở mạng ra cô thấy, thì chắc chắn là cô sẽ không bao giờ cho điểm cao. Đó là nguyên tắc. Còn ví dụ như các bạn chỉ dựa vào đấy một tí xíu, các bạn ấy thì cũng chấm khác. Còn các bạn học là dựa vào giáo án, dựa vào bài cô dạy, dựa vào cái cảm nghĩ của các bạn để mà các bạn làm, thì chắc chắn là sẽ có điểm khác. Đó là nguyên tắc rồi. Bởi vì thật sự là bản thân cô cũng có mạng mà, cũng có máy tính mà, cô có thể biết được rằng là chép văn mẫu như thế nào. Nhưng mà các bạn biến cái của người ta thành cái của mình, mà các bạn dựa vào giáo án của cô hoặc là dựa vào những lời cô giảng để các bạn mình, thì chắc chắn nó sẽ có điểm khác rồi. Đó là nguyên tắc, bởi vì thật sự cô biết mà, cô biết mà là các bạn đã làm như nào, bản thân cô biết hết chứ. Nhưng mà đôi khi ví dụ như cô nói thật với các bạn ha, kiểm tra ở trên lớp này, cô thấy có một số anh chị ngày xưa đấy, anh chị anh ấy học thuộc y chang văn mẫu, xong anh chị ấy viết vào, cô phải chấp nhận chấm cho các anh chị điểm. Lý do bởi vì là anh chị đâu có quay bài đâu, là anh chị ý gì nào, học thuộc văn mẫu đó là quyền của anh chị thôi, nhưng mà cô không khuyến khích. Cô vẫn không khuyến khích nhưng cô không thể cho điểm thấp được. Nhưng mà lần này chúng ta kiểm tra ở nhà, các bạn bật camera, nhưng mà thật sự là các bạn đã được chuẩn bị trước, thì các bạn cũng có thể chuẩn bị trước, các bạn đã đọc văn mẫu sẵn rồi đúng không? Thì nếu như mà chúng ta đọc văn mẫu sẵn rồi chúng ta đấy cũng được, hay là mình muốn bật camera cho nó chính xác nhé các bạn, hay sao? Minh trả lời cho cô. Minh nhanh lên, hết giờ rồi. Dạ, nói cô được. Là con làm sao cũng được, con sao được, tại vì con tự cố gắng thì con có mở cam con cũng tự làm được. Thì tức là mình, bản thân mình thật sự là cô nói đến cái vấn đề là trả lời câu hỏi cho cô hay làm bài kiểm tra. Các bạn cứ dựa vào văn mẫu các bạn chép đi, và các bạn cứ thử chép văn mẫu đi rồi các bạn sẽ thấy được rằng là bản thân cô không thể quán xuyến được hết điều đó. Đúng không các bạn? Nhưng mà bản thân các bạn sẽ phải dần dần chịu gì? Chịu thiệt thôi, chứ chẳng ai chịu thiệt. Tức là điểm số thì rất là quan trọng. Bởi vậy nên cô mới bảo rằng là cô sẽ có cái cách chống của cô. Tất nhiên là các bạn đã hiểu rồi, là cái điểm cơ bản và các bạn chép văn thì chắc chắn là không bao giờ cô cho điểm cao. Nhưng mà cô mới nói rằng là có cái ý của các bạn, có sự sáng tạo của các bạn thì chắc chắn nó sẽ có cái điểm khác. Bản thân cô là giáo viên, cô chấm được điều đó mà. Đấy, các bạn không thể có từ chối được điều đó. Tại sao có rất là nhiều anh chị thắc mắc ở tại sao con cũng làm như vậy mà tại sao con không được điểm cao? Không phải đâu các bạn nha. Rồi bây giờ ai trả lời, ai hỏi tiếp nào? Nhanh, không có đói bụng rồi, còn chiều còn học nữa. Dạ chắc không có câu hỏi hơn nữa đâu cô. Rồi, cảm ơn cả lớp. Chào cả lớp nha. Dạ chào cô. Năm cố gắng. Chúng ta đừng có căng thẳng. Thậm chí cô còn khuyến khích là cô nói một lời cuối rồi. Thậm chí cô còn khuyến khích một lời cuối là dù mình viết không hay lắm, mình không chép văn mẫu, cô vẫn khuyến khích điểm còn hơn những bạn chép văn mẫu nha. Rồi, cô kết thúc. Chào cả lớp.